Dạ dạ. Nhà cửa lâu quá không về có hư hao gì không mẹ? Dạ. Dạ rồi, dạ dạ con biết rồi. Dạ dạ. Rồi mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Điện thoại nhớ sạc pin đầy đủ, có gì vợ chồng con liên lạc cho nó dễ. Dạ rồi, dạ. À con cũng định nói cái ý đó với vợ con nè. Dạ dạ, dạ rồi. Dạ chào mẹ. Dạ. Ăn trái cây đi mình. Trời, xoài hả? Ngon không? Ngon. Anh mới nói chuyện với mẹ nè. Mẹ khỏe không anh? Mẹ khỏe. Mẹ nhờ anh chuyển lời là cảm ơn em. Mẹ khen em nữa đó. Trời, mẹ khen em hả? Ừ. Mẹ khen là con dâu của mẹ là chu đáo số 1 luôn. Với lại là em lo cái vụ mà đặt xe riêng về cho mẹ đó. Mẹ rất là thích. Với lại anh cũng không yên tâm mà để mẹ đi xe đò về nữa. Đông dữ lắm. Anh, nãy em nghe anh nói chuyện với mẹ nói là có chuyện gì muốn nói với em, có chuyện gì nói với em à? Không có gì. Nói đi. Không có thiệt mà. Anh em tính gì nè. Sao? Bây giờ công việc của anh ổn định rồi. Em cũng ổn định rồi. Em tính giờ nhà mình về trung tâm á, ở đây xa quá buồn quá, với lại con tiện đi học ở trung tâm luôn. À đúng rồi, cái vụ giờ nhà là anh cũng định nói với em luôn á. Không, cái chuyện em giờ nhà là lên trên đó, mẹ ha, gần gũi trung tâm á, mẹ lên mẹ không có buồn. À, không, anh cũng định giờ nhà mà không có giờ về trung tâm. Chứ giờ đi đâu? Tại vì là anh định... Mua luôn hả? Mua. Không, không phải mua mà làm... anh định dời xưởng về Long An. À, tại vì về dưới là mình tiết kiệm chi phí với lại mình mở rộng quy mô sản xuất ra. À. Thì công việc mình mới phát triển được. Thì để tiết kiệm cái thời gian đi lại giữa nhà và xưởng thì anh quyết định dời nhà mình về dưới Long An luôn. Gần xưởng. Với lại dời về dưới rồi anh dời em về công ty của anh luôn, phụ anh. Là em làm việc cho công ty anh luôn? Đúng rồi. Công ty của anh tới 3 người lận. Em nghĩ là quản lý đủ rồi. Em tới nó dư thừa. Dư cái gì, mặc dù là ba người nhưng mà đâu phải là người nhà đâu. Em là vợ anh, quản lý anh yên tâm hơn chứ. Nhưng mà nếu như mà em về công ty của anh rồi, ủa, ai lo cho bé My trên này? Thì bé My ở chung với mình mà. Cái gì, bé My nó, rồi mỗi sáng nó đi học nó đi từ Long An lên trên này hả? Thôi em sao vậy, thì mình chuyển trường nó về Long An luôn. Ủa anh ơi, con anh đang học trường điểm trên này, anh chuyển xuống dưới tỉnh. Trời em ơi, bây giờ để mở được cái trường thì người ta tiêu chuẩn chất lượng nó cũng giống nhau hết à. Quan trọng là về dưới là con cái mình nó gần gũi. Trường tỉnh hay là trường quê, trường làng gì nó cũng vậy. Học xong lớp 12 cũng lên đây học đại học mà. Vậy là anh cũng không có muốn em làm việc ở công ty đó nữa. Em hiểu ý anh mà đúng không? Thôi được rồi, để em suy nghĩ. Vậy đi. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Anh không đồng ý. Em chỉ làm đúng thủ tục thôi. Em sẽ nộp đơn nhờ phòng nhân sự, sau đó 30 ngày giải quyết. Thì trong thời gian đó em sẽ bàn giao công việc xong rồi em nghỉ. Nếu như em muốn nghỉ, em đã nghỉ từ lâu rồi. Việc gì em phải đi tìm vợ của anh nè, rồi mẹ của anh để đối phó với anh. Anh thích cái lý trí đó. Tại sao giờ nó mất rồi? Anh không cần khiêu khích em vậy đâu. Anh biết tại sao em nghĩ mà, anh biết rõ lý do mà. Nhưng mà anh thấy với trình độ học vấn và công việc hiện tại của em, em đi bán ống hút bảo vệ môi trường nó phí lắm. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Dạ dạ. Hợp đồng là chiều nay là em sẽ đem qua. Dạ. Dạ. Ủa gì kỳ vậy, cái đó anh em mình nói chuyện với nhau là xong hết rồi mà. Cái gì? Có người thuê lại cái xưởng nói với giá gấp đôi hả? Gì kỳ vậy anh? Dạ. Dạ 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 em hiểu nhưng mà anh alo. Alo. Anh ơi. Chuyện xưởng phải vấn đề anh? À, có chút trục trặc thôi mà. Ủa, em qua đây có chuyện gì không? Em thấy cái chỗ văn phòng này được hơn ở Long An á anh. Thoáng. À, em có sắp xếp công việc bên kia đi nha. Rồi có gì về làm phụ với anh dưới đó.
Em không có tính nghỉ công ty. Em làm marketing mà. Em học marketing, em học truyền thông. Ủa thì marketing thì ở đâu mà không áp dụng được em? Tất cả mọi công ty, tất cả mọi doanh nghiệp đều có bộ phận marketing mà. Nhưng mà em đang thích công việc của em mà, em thấy nó đang rất là ổn luôn á. Ok, ok, anh hiểu rồi. Anh biết cái thằng mà thuê cái xưởng này lại với giá gấp đôi là ai luôn á. Là cái thằng sếp của em đó. Thằng sếp không ra gì. Anh đừng có nói vậy được không? Bây giờ em đi làm anh đừng có kiếm chuyện nữa. Anh không hề kiếm chuyện. Tại vì ông sếp của em bây giờ ông cũng đứng đắn đàng hoàng rồi. Em ơi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có chết cái nết nó cũng vậy hả? Anh nói vậy sao mà được, trong khi công việc bây giờ em đang tốt rồi. Anh có bằng chứng không? Anh có bằng chứng là kêu công an còng đầu nó rồi. Không có ngồi đây đâu. Thôi thôi thôi, ok. Anh tôn trọng quyết định của em. Em không phải cái gì hết, nhưng mà em muốn vợ chồng mình ai cũng có công việc riêng, nó không ảnh hưởng gì tới nhau hết. Mình ở nhà mình chăm sóc cho nhau là đủ rồi, ra ngoài áp lực công việc là đủ rồi. Em không muốn vợ chồng mình làm chung công việc rồi đẩy áp lực cho nhau. Ok ok, anh mệt rồi, anh đủ mệt rồi. Em muốn làm gì em làm đi, không sao. Anh tôn trọng. Thì để em phụ anh tìm cái xưởng khác nha. Thôi được rồi, cảm ơn em. Anh không muốn cái chuyện của anh có em nhúng vô hả? Một là mình cùng làm, hai là anh làm mà anh em làm, ok. Thôi em về. Có một miếng đất vườn ở dưới quê thôi mà cũng giải quyết không xong, làm ăn kiểu vậy còn mặt mũi nào mà nhận lương được nữa không hả? Dạ, hồ sơ của sếp đây. Nè, cô có nói với Liễu qua gặp tôi gấp. Hồi nãy em thấy chị Liễu ra ngoài rồi ạ. Vậy chừng nào Liễu về kêu qua gặp tôi liền. Dạ, xin phép sếp em đi làm việc tiếp. Cô quyết định xin nghỉ việc thiệt hả ta? Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Ủa? Em đi đâu đây? Em ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Cũng tốt. Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em nè. Anh đã nói với em rồi là không được gặp thằng nhóc đó. Tại sao em vẫn gặp? Đúng. Em có đi gặp Hữu đó. Trời ơi, em là vợ của anh mà, tại sao làm như vậy? Em là vợ của anh. Anh cũng còn nhớ em là vợ của anh. Vậy thì những cô gái này là ai? Chuyện gì vậy? Chị phải làm sao bây giờ? Chị đang suy nghĩ cái gì? Chị nói em nghe đi. Tốt nghiệp xong, chị đã xin được vào công ty ở bên bển để làm việc. Chị...
chị thích thời tiết ở bên đó lắm. Nhưng mà vì ảnh chị mới quay lại đây. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cho chị chọn lại thì chị sẽ chọn theo ảnh hay là chị muốn định cư? Em thấy gì nè, hôn nhân nó muôn màu lắm, cuộc sống nó muôn màu lắm. Nếu như mà chị đã chọn thương ảnh á, thì chị cứ bỏ qua chuyện cũ đi. Tại vì cái quá khứ là cái mà không thể nào thay đổi được. Chỉ có cái tương lai là cái mình nắm bắt được thôi. Bây giờ chị cứ chăm chú cho quá khứ, chị cứ nghĩ về quá khứ, chị sẽ không bao giờ có được ngày vui nào hết. Quan trọng là chị nhìn về phía tương lai như thế nào và chị muốn ở tương lai chị như thế nào thôi. Cảm ơn em. Em nói đúng, chị cũng biết như vậy. Nhưng thật sự chuyện này chị nuốt vẫn chưa có trôi. Bây giờ bản thân chị muốn cái gì nhất? Chị muốn giải quyết nó như thế nào? Chị nhờ em giúp cho chị chuyện này được không? Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Em không muốn con đổi môi trường sống. Vậy là em muốn con sống xa anh, hay là em muốn cancel chuyện dời xưởng? Ủa anh, em nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Sao vậy? Anh thấy là em thích công việc của em lắm mà. À, mấy lời hôm qua của anh nói em đừng có để bụng nha. Anh đi bàn với anh Quân, với anh Vĩnh đi. Coi cái vị trí em thích hợp với công việc nào thì em vô em làm công việc đó. Ủa, có chuyện gì hả? Có chuyện gì em cũng không nói với anh được hả? Vợ chồng mình mà cùng làm với nhau công việc nó tốt hơn. Bây giờ mình có nhau, cùng cố gắng thì tương lai của mình sẽ có nhau mà. Tôi thề với anh luôn, lần này tôi không có làm gì vợ anh hết á. Không làm gì hả? Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tao muốn vợ tao về giúp công ty của tao. Tao còn chưa dám ép cô nghỉ. Vậy mà mày, bữa nay tao không giết mày. Tao không phải là... Anh bình tĩnh lại. Tôi không có đổi việc cổ, tôi không có làm gì hết. Chính cổ là người tự giết mèo xin nghỉ việc mà. Từ ngày tốt nghiệp á, được nhận làm ở công ty đó, em luôn cố gắng. Em cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người ta. Em thật sự em thích công việc ở đó lắm. Khó khăn lắm em mới có được vị trí như hôm nay. Tao tôn trọng quyết định của vợ tao. Vậy mà mày... Mày... Nè! Thôi nè! Đừng thấy tôi không nói anh làm tới nha. Tôi nói cho anh biết, chuyện ra cớ sự như ngày hôm nay là do anh ép cổ đó. Mày ép gì? Đừng có làm bộ làm tịch. Bữa nay tao không giết mày, tao cũng phải là thành tú. Nè! Tôi nói cho anh biết, anh đừng có bảo vệ vợ anh bằng cách này, không có tốt đâu. Lên mặt dạy đời nữa. Mày làm vợ tao khóc, tao không giết mày, tao phải là tôi. Người làm cổ khóc là tôi. Em à, chính tôi đã đề nghị cổ nghỉ việc đó. Em
Có chuyện gì chút nữa mình nói, em ra ngoài đi. Anh muốn nói cái gì? Anh nói luôn ngay tại đây nè, trước mặt chồng của Liễu. Anh nói đi. Anh biết là anh sai, anh không có đúng, anh có lỗi với em. Nhưng mà em cũng biết Liễu đối xử tốt với em như thế nào mà. Tại sao em đi tìm cổ vậy chứ vậy? Tại vì anh yêu cổ. Anh biết mà đúng không? Anh chơi qua đường với bao nhiêu người, em có thể tha thứ được. Nhưng mà em hiểu được tình cảm anh đối với Liễu. Y như ngày đầu mà anh dành cho em vậy đó. Em đau lắm. Thôi mà. Em rất đau. Em đừng có khóc nữa. Em rất là đau, anh có biết không? Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh. Anh là một người khốn nạn. Nhưng mà anh thề với em, anh đã giữ khoảng cách với cổ rồi. Anh không bao giờ hiểu được chính anh đâu. Anh không bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình cả. Lúc nào anh cũng cảm thấy thiếu thốn. Lúc nào anh cũng muốn có thật nhiều tình cảm. Em hiểu anh nhất đi nè, anh Trình. Em hiểu anh nhất đi nè. Nhưng mà càng ngày em càng không còn tự tin vào tình cảm của chính mình nữa. Nên em sợ lắm. Em sợ em mất anh. Em phải dùng cái lý trí này, em bày ra mọi cách để giữ anh lại đó. Anh có hiểu không? Mày đúng là thằng đàn ông tác tệ. Mày nhìn vợ mày đi, rồi mày nghĩ tới Liễu vợ tao đi. Tất cả những người phụ nữ xung quanh mày đều khóc vì mày đó. Anh im đi, anh biết cái gì mà anh nói. Vợ chồng mày muốn làm gì cũng được, nhưng tao cảnh cáo, mày mà còn đụng tới Liễu, tao giết từng đứa đó. Anh nghe nè. Alo, anh đang đâu vậy? Anh biết chị Liễu bị gì không? Liễu bị xuất huyết dạ dày. Cái gì? Liễu bị xuất huyết dạ dày hả? Rồi em với anh Vĩnh đưa qua đi cấp cứu nè. Ở bệnh viện nào? Nói đi, anh tới liền. Anh mau tới liền đi, nguy hiểm lắm đó. Rồi, tới liền, tới liền. Nè, anh Chờ, tôi đi chung. Khoan, anh đi đâu? Anh tính đi đâu? Cái chuyện này là lỗi của anh. Anh phải đi vô bệnh viện gặp Liễu để xin lỗi Liễu. Không, chuyện này là lỗi của em chứ không phải lỗi của anh. Nếu đi, người đi là em chứ không phải là anh. Anh không đi đâu hết, anh phải ở lại đây. Trời ơi, cái chuyện này là liên quan tới anh. Anh phải không, đi, em không cần phải đi đâu. Anh không mà, anh không. Em sao vậy? Em có sao không? Em kết quả siêu âm cho thấy là vợ anh đã có thai 2 tháng rồi. Tình hình vừa rồi rất nguy hiểm cho mẹ lẫn thai nhi. Khả năng sảy thai cũng rất lớn nếu như mà người mẹ không chú ý tình dưỡng.